đối xử người khoan dung độ lượng. Vô lý à? Vô lý, sư phụ tìm chú, nói là muốn tìm chú đi đánh cờ. Hai người mang hành lý, bộ định đi xa hả? Quan Hỷ à, làm phiền chú nói lại với sư phụ, tôi cảm ơn người mấy năm nay đã quan tâm đến tôi, nhưng chúng tôi phải đi khỏi nơi đây. À, đi khỏi đây sao? Ở đây có một người quyền hành, giàu có tên là Dương Kính Đức. Những người lao công nổi trong 3 ngày phải dời đi chỗ khác, kẻ nào chống lại bắt giao cho quan phủ. Con người sống dưới mái hiên nhà phải chịu cúi đầu, cho nên chúng con... đợi một chút. Sư phụ nghĩ trong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm, chi bằng chúng ta đi tìm Dương Viên Ngoại để nói cho rõ. Đúng vậy, đây là bản ý cáo của ta, vì sợ bọn con đồ lưu manh này chiếm đất của ta không chịu đi. Tiểu Dật, chúng ta đi thôi. Hãy khoan, xin đừng đi. Lão già, sao ông lại ăn nói như vậy hả? Đúng vậy đó phu nhân à, tôi nói đây tất cả đều vì là việc chung. Tôi định lập một mảnh đất đó thành một vườn cây ăn trái đó mà. Kìa lão gia, trước kia ông đã nói là khu rừng này non nước hữu tình, nhất định là phải giữ lại cho con cháu sau này. Ông nói là sẽ không bao giờ đụng đến nó mà. Tôi là tôi không muốn để cho tình họ Lý đó ở không được sao? Nè, đây là đất của tôi muốn làm gì thì làm, mấy người đừng có hòng cản trở tôi nữa. Lão gia, cẩn thận đó. Phu nhân à, không sao đâu. Lão gia, mau gọi đại phu đi. Lão gia, ông tỉnh rồi hả? Hình như Dương Nhân Ngoại gọi tên bướm bướm đó. Vậy là tốt rồi, đại phu nói tỉnh rồi thì không có sao đâu. Đại phu hả? Dương Nhân Ngoại, ông vừa bị bình hoa rơi vào đầu đó, bọn không nhớ gì sao? Ta không nhớ, ta không có nhớ. Đừng có cản ta, ta đi vệ sinh đây. Giày của ta đâu rồi? Giày của ông tôi đưa cho đại phu mang rồi. Giày của tôi đưa cho đại phu mang rồi hả? Tại sao đưa giày của tôi cho đại phu mang vậy? Ông vừa mới bất tỉnh không biết gì hết, hình như là đã ngừng thở. Ngừng thở hả? Đúng vậy, cũng may là nhờ có chú Lý, chú ấy đã gắng sức cõng đại phu về đây, còn không kịp để cho ông ấy mang giày nữa. Chú ấy chạy rất là nhanh, chưa đến 10 phút thì đã về đến đây rồi. Ông ấy chính là ân nhân cứu mạng của ông đó. Chú ấy chính là ân nhân cứu mạng sao? Chú ấy đâu rồi? Tôi nhất định phải hết sức cảm ơn chú ấy. Chú ấy đang ngồi ở phòng khách kìa. Thôi sư phụ, chú Lý đâu rồi? Mới vừa đi rồi. Hả? Lão gia, đi rồi. Coi ông đó. Để tôi đuổi theo. Quan Hỷ à, trời cũng đã tối rồi, chúng ta về thôi con. Sư phụ à, sao vừa rồi sư phụ không giữ chú Lý lại hả? Con đừng bận tâm, ai gây chuyện thì để người đó tự giải quyết. Dạ. Khoan dung độ lượng với người không chỉ là cái đạo xử thế, mà còn là nền tảng làm người của mình. Chú Lý là một người hiểu được đạo lý này, nhưng Dương Viên Ngoại cũng nên hiểu điều này. Con có hiểu không vậy? Hình như con cũng hiểu đó. Tôi chỉ muốn cảm ơn chú thôi, chứ không có ý gì đâu. Chú có nhớ không? Chú có nhớ không vậy? Lần trước ở chợ á. Tránh ra. Cái đồ ỷ quyền hiếp người. Chú đâu có biết rằng trước mặt những người này chú mắng tôi trước thật sự làm cho tôi quá mất mặt, cho nên tôi định dạy cho chú một chút, nhưng ai ngờ chú lại làm thật. Đau quá. Tiểu Dân à, con cầm hành lý đi, để cha cổng Dương Viên Ngoại về nhà. Chú Lý à, chú thiệt là một người tốt đó. Chú Lý à, giúp chú chạy lại cái nhà khác tốt hơn, chú thấy sao? Không cần đâu. Vậy chú hứa với tôi là đừng có đi nữa nghe. Rảnh.